Dịch bệnh trên đàn lợn đang diễn biến phức tạp. Khi lợn chết thì nhiều hộ chăn nuôi không mang đi chôn theo đúng quy định mà lại vứt xuống sông gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đây là hình ảnh những con lợn chết vứt trôi trên sông Thương mà phóng viên thời sự đã ghi lại được vào buổi trưa ngày 14 tháng 5 trên đoạn sông qua địa phận xã Liên Trung, huyện Tân Yên. Rất nhiều lợn chết người dân mang vứt xuống đoạn sông này. Xác lợn chết đang trong quá trình phân hủy nổi trên mặt nước, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Một đoạn sông có chiều dài chỉ vào khoảng 500 mét, đã có tới cả chục con lợn chết đang trôi theo dòng nước. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho dịch bệnh ở lợn ngày càng lan rộng ở các địa phương và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên các tuyến kênh, mương và trên những dòng sông trong thời gian này.